よう、テレビの前のみんな、フェアリーテイルを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れて見てくれよな。Có tôi xuống đi mà. Chứ cậu là người hồi nãy đòi đu theo mà. Nơi đây là khu nghỉ mát Akane. Nó được coi là một khu du lịch nổi tiếng nằm cạnh bãi biển tuyệt đẹp. Nó còn có một khu vui chơi giải trí khổng lồ bên cạnh là khách sạn cao cấp. Nếu đã đến đây một lần, bạn sẽ bị lôi kéo quay trở lại một cách kỳ lạ. Và đây chính là khung cảnh mặt biển hướng về phía chân trời. Nhờ có những vé mời của Luki, nhóm của Natsu đang vui chơi ở đây và tận hưởng những giây phút thư giãn rất thoải mái. Nè, trả lại cái quần kia cho tôi coi. Qua đây mà lấy nè. Happy là mẹ chứ không phải quần của cậu đâu, có nghe chưa Ray? Ray của em là tuyệt vời nhất. Nó hát thế nào? Hôm nay đúng là một ngày thật thoải mái và vui vẻ. Ra. Trên thế giới này không có thứ gọi là tự do đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi. Sao tự nhiên lại ngủ quên chứ?
Quả nhiên mình chỉ thích hợp với áo giáp mà thôi. Đúng là hết thuốc chữa mà. Con gái ai là mạnh mẽ như vậy chứ. Chị ơi ra, chị có muốn xuống sảnh dưới chơi không? Raven Archer nhờ em qua gọi chị nè. Hai người đó xuống trước rồi. Thôi được rồi, em chờ chị một chút nha. Nếu như vậy, phong cách này có thích hợp không? Em nghĩ đâu cần làm lố dữ vậy đâu. Mà thôi kệ đi. Mình xuống dưới đi chị, nhanh lên chị. Lâu lâu thả lỏng một chút xíu chắc cũng sẽ không sao đâu ha. Mười bảy đi, ra giùm cái đi. Số 17 yêu dấu ai? Ủa? Số 17 kìa. Quay lại 17 đi. Quay lại. Xin lỗi quý khách, xin quý khách kiềm chế. Nhưng mà rõ ràng nó vừa dừng lại ở số 17 mà. Trả lại đây. Trả lại đây. Không biết bây giờ thế sao đây. Tôi không có kẹo đâu. Trả số 17 lại cho tôi. Thiệt tình, toàn là giở trò trẻ con không. Chờ anh Gray. 17, trả số 17 lại đây. Trivia đã tới rồi đây. Là cô gái mưa hội Phantom. Tôi không biết đâu. Trả số 17 lại đây. Mặt như vậy sao hư mái đó thưa quý khách. Quý khách à. Cậu Dốc à. Chỗ này chỉ dành cho người trưởng thành và sang trọng thôi anh bạn nhỏ à. Trời, cái mặt đa giác. Nhóc à, để ta trình bày cho cậu hiểu một điều. Là một quý ông thì chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Hả? Ngươi là ai vậy? Hãy trở thành một quý ông đi. Hoặc là kết thúc tại đây. Hiểu chứ? Tôi có nghe chuyện của hội Phantom đã bị giải tán. Đúng rồi. Giờ Trivia đã là một ma đạo sĩ tự do. Vậy hả? Vậy thì có phải là cô muốn tham gia vào hội Fairy Tale không? Được vậy thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi cũng không thể nói trước hội trưởng có đồng ý hay không nữa. Trivia nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vì lý do gì mà cô lại muốn gia nhập Fairy Tale? Anh Gray Funbuster. Âm thanh gì mà lạ vậy? Hình như buổi biểu diễn bên ngoài bắt đầu rồi đó. Ra là vậy. Trivia. Nè tên kia, ngươi muốn gì hả? Ezra hiện giờ đang ở đâu? Ủa? Cái gì? Lại thắng rồi. Chị Ezra đúng là siêu thiệt. Ê, chỉ là may mắn thôi à. Đổi người chơi bài đi. Chị đang rất phấn chấn, cho nên sẽ không thể nào thua được đâu. Có thiệt không? Nếu vậy thì chúng ta thử chơi một dáng đặc biệt được chứ. Chơi một dáng cá cược bằng cả mạng sống có được không chị ơi ra? Cậu chính là số? Có đúng là cậu không hả số? Lâu rồi không gặp lại chị ơi ra. Chị à, thì ra em vẫn còn sống sao? Đương nhiên. Em chị ơi ra. Ezra hiện đang ở đâu? Ngươi nghĩ là ta sẽ nói ra cho ngươi biết sao hả? Ta sẽ không để cho các ngươi chạm vào anh Gray dù chỉ một ngón tay thôi. Trivia sẽ đối với các ngươi. Trivia, hắn ta muốn tìm chị Ezra. Coi bộ bên đó gặp nguy rồi. Cô nói phải lắm. Hả? Vậy sao? Đã tìm thấy rồi hả? Phải rồi. Tôi dọn sạch bọn này đúng không? Đã rõ. Cái gì vậy? Sao tối quá? Đây chính là ma thuật của bóng tối. Thời khắc bóng tối. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tối thui vậy? Nát chứ, cậu đâu rồi? Tôi đang ở đây nè, nhưng tôi không thấy cậu. Ngủ ngon nha, nhóc. Đừng có chọc giận ta. Nát chứ. Em vừa nghe có tiếng súng.
đã xảy ra chuyện gì? Số là anh ta. Tôi bên đây nè bà chị. Những thứ này là mọi người đã bị nhốt vào trong lá bài hết rồi. Cô tù dài có thích không? Là ma thuật. Đúng, em đã có thể sử dụng thành thạo rồi chị à. Thực ra cậu đã Lucy, chị có khỏe không? Meliana, ma thuật đó em đã cũng lâu rồi ha. Chị ơ ra em hãy mà thả cô gái này ra, cô ấy là bạn trong hội của chị. À, là bạn hả? Hình như tụi em cũng đã từng là bạn của chị, có đúng không? Đã từng là bạn sao? Cho đến khi chị ơ ra nhẫn tâm phản bội lại tất cả bạn bè của mình. Sô, đừng có nổi giận với ơ ra nữa. Một quý ông lịch lãm thì phải biết che đậy cảm xúc của mình chứ. Giống Lê Gô ấy. Xin chào, lâu ngày không gặp cô trở nên quý phái hơn rất nhiều đó. Ông là Gô Lê có đúng không? Cô không nhận ra cũng không có gì là lạ. Lúc trước tôi còn khá tròn trịa so với bây giờ, và mọi người vẫn thường gọi tôi là thằng chó điên đầu đường xó chợ. Ông đã dùng ma thuật sao? Không có gì đáng để ngạc nhiên đâu. Một khi đã biết cách rồi thì ai cũng có thể sử dụng được ma thuật, phải không ơ sao? Simon! Chị ơ sao? Những người này là ai vậy chị? Rốt cuộc là chị có quan hệ gì với họ? Không có quan hệ gì hết. Chỉ là chúng tôi đã từng sống chung với nhau thôi. Sống chung với nhau? Nhưng mà em nghe nói chị đã gia nhập hội Fairy Tail từ khi chị còn rất nhỏ mà. Nghĩa là chị quen họ trước đó nữa. Tại sao mọi người lại đến đây chứ? Tại sao hả chị? Mục đích là đưa cô quay trở về. Nhưng mà khoan đã, hãy thả Lucy ra trước đi. Vấn đề có thả hay không là ở chị đó. Ơ ra tôi sẽ làm theo những gì yêu cầu nếu cô chịu ngoan ngoãn. Hãy dừng lại đi. Đừng mà. Xin đừng làm vậy mà. Chị ơ ra. Chị ơ ra. Hoàn thành mục tiêu, về thôi. Cô ta không chết chứ? Chỉ là hôn mê. Khoan đã, các người định đưa chị ơ ra đi đâu vậy? Bỏ chị ấy xuống mau. Nếu các người bắt chị ơ ra thì tôi sẽ đi mé với Nacho và Gray, và họ sẽ hợp sức đánh cho các người nhờ tử luôn cho coi. Rất tiếc vì hai anh hùng cô vừa nói đã bị ta hạ gục hết rồi. Đừng có tự đánh giá mình cao như vậy. Không đâu, sao có thể thua được? Nhưng đúng là như vậy đó, thưa quý cô. Mèo. Trong vòng 5 phút nữa, cô bạn tóc vàng xinh đẹp sẽ bị sợi dây này xiết cho tới chết. À nè Emiliana, tôi có một món quà cho cô đây. Miliana, hãy mau trói ơ ra lại. Miliana, phụ tôi trói ơ ra nè. Đủ rồi, chúng ta hãy mau trở về thôi. Về với tháp thiên đường. Trời là, chắc chắn sẽ rất hài lòng. Ngọn tháp thiên đường. Họ đã làm được rồi sao? Chị ơi ra, phải làm cách nào mới có thể thoát ra khỏi cái đống dây quái quỷ này đi. Đúng rồi, mở ra, hãy mở ra cánh cổng cung cự giải. Khác xa sao kỳ vậy? Sao không được vậy? Đổi lại Taurus. Hãy mau ra đây đi. Không dùng được ma thuật, chắc là do sợi dây này khống chế rồi. Ây da, con gì cắn tao quá. À, tôi xin lỗi. Là anh hả? Bộ có chuyện gì sao? Là tại vì tôi không thể thoát ra bên ngoài được.
nên tôi tính dùng con dao rọc giấy này rọc tấm thẻ bài ra. Ai về lại đâm trúng tay cô. Để tôi thử lại lần nữa, biết đâu sẽ thoát ra được thì sao. Con dao trong lá bài có thể đâm vào tôi, có lý đó. Nè, không hiểu sao nhưng hình như là những thứ bên trong lá bài có thể tác động trực tiếp ra bên ngoài. Anh thử nhúc nhích hay cử động tiếp đi. Tôi không rõ. Ông cô tóc vàng thử nhìn coi có thấy lưỡi dao rọc giấy của tôi đâm xuyên ra ngoài đó không. Không, vẫn bằng phẳng. Nhưng mà vì lúc anh rọc giấy làm cho tôi cảm giác đau, nghĩa là lực của nó có thể tác động ra bên ngoài. Hãy cố gắng lên, cắt sợi dây bằng con dao y như cách anh đã làm lúc nãy đó. Tôi hiểu rồi, tôi bắt đầu đây. Nhanh lên, nhanh lên đi. Anh đừng có hối, bộ cô tưởng cắt dễ lắm hả? Tôi biết rồi mà, lo cắt đi. Được rồi. Cảm ơn anh nha, anh tuyệt vời lắm. Không cần cảm ơn đâu, giúp tôi ra khỏi đây là được rồi. Xin lỗi nha, tôi nhất định sẽ quay lại giải thoát cho mọi người. Natsu, Ray, các cậu vẫn không sao chứ? Ray, Ray à, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi. Ray, lạnh quá. À, bể rồi. Lên sau đó lại đây, lên sau đó lại đây. Ray ơi, Ray ơi. Cô không cần phải lo lắng đâu. Hả? Là cô? Người hôm trước đã bắt tôi đi mà. Lucy, đợi đã. Cô ấy không còn là kẻ thù của chúng ta nữa. Đúng vậy đó. Anh Gray được cứu thoát là nhờ có sự bảo vệ của Juvia. Hèn chi nhìn hai người thấm thiết ghê. Tôi xin nhấn mạnh là sự bảo vệ của tôi. Nghe rồi. Sau khi tự nhiên tất cả chìm trong bóng tối, tôi nghĩ ngay là mình cần phải tạo một thế thân để xem tình hình như thế nào. Và để anh Gray không bị phát hiện, Juvia đã nghĩ ra một cách là bảo vệ anh ấy ở bên trong của Waterclock đó. Nhờ cô mà tên đó mới trốn thoát. Tự nhiên làm chuyện tài lanh không. Lucy, những người kia ở đâu rồi? Nó chưa thì tôi chưa biết, nhưng mà Happy và Aza đã bị... Nó chưa. Cái quái gì vậy không biết nữa. Nó chưa à? Đã có chuyện gì vậy? Tự nhiên bắn vào miệng của người khác, thử hỏi có bình thường được không? Hả? Đau lắm chứ bộ. Nếu là người thường thì bị thương nặng rồi. Dám đâu, người thường là chết mất tiêu rồi. Quả nhiên là Salamander mà. Cái tên mặt đa giác đang chết đó. Đừng hòng chạy thoát khỏi ta. Đuổi theo. Đuổi theo hả? Tại sao phải đuổi theo cậu ta? Cái mũi của cậu ta còn thính hơn một con thú săn mồi nữa đó. Tên mặt đa giác. Thưa ngài Treola, tôi tới để báo tin việc họ đã bắt được Erza và đang trên đường trở về. Nhưng mà tại sao ngài lại để cho kẻ phản bội ấy sống chứ? Với sức mạnh của ngài như hiện giờ, việc xóa sổ cô ta dễ như trở bàn tay mà. Làm như vậy thì không nên. Thế giới này sẽ trở nên không còn thú vị. Nhưng mà đây, tòa tháp thiên đường cũng đã được hoàn thành rồi. Để cô ta tiếp tục sống thì sẽ có thêm nhiều rắc rối. Thời gian đã đến rồi đó. Cô sẽ trở thành vật hiến tế cho giấc mơ của ta, Erza Scarlet. Đây là đâu? Chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở trên tàu, chị à. Trên tàu? Đúng. Chị Erza đang ở trong con tàu đi về tháp thiên đường. Vậy sao? Thì ra là vậy. Có thể cởi trói cho chị được không? Chị không có ý định trốn đâu. Em không làm vậy được. Bởi vì chị Erza là một kẻ phản bội.
Vô ích thôi. Ống dây của Miliana có khả năng phong ấn tất cả các ma thuật. Chị sẽ không thể dùng sức mạnh để quay về đó đâu, dù chị mạnh tới cỡ nào đi nữa. Chị đã hiểu rồi. Vậy cậu có thể để cho chị mặc áo giáp của mình vô có được không? Vì chị rất sợ khi phải trở về tòa tháp đó. Nếu chị không được mặc áo giáp tới đó, chị e rằng... Bộ váy này cũng xinh mà, đúng không? Em thật lòng không muốn làm tất cả những chuyện này đâu. Sao? Em rất là nhớ chị. Nhớ nhiều lắm. Chị ơi, Tại sao chị lại phản bội bọn em rồi sao la hả? Chiều là chị à, nhanh lên, ở đây nè. Sư, đã dặn là nói nhỏ thôi mà. Em thấy anh nói còn lớn hơn đó Wally. Xin lỗi Miliana. Ơ, nếu chúng ta không nhanh lên, họ sẽ đuổi kịp đó. Nhưng mà nếu họ tìm ra chúng ta, em biết là họ sẽ làm gì với những người mà họ tìm được. Ghê lắm. Không sao đâu, sợ cái gì chứ. Chela, chúng ta phải chọn đi về nơi có sự tự do, nơi của tương lai và ước mơ. Đi thôi, Ơ sao?